Hello, xin chào và cảm ơn bạn đã click vào video này để tập luyện cùng với mình. Mình biết là nhiều bạn không thích các động tác bật nhảy, ngoài ra thì bật nhảy còn gây ra khá là nhiều tiếng động ồn ào. Chính vì vậy nên bài tập ngay sau đây sẽ giải quyết được điều đó, vừa đốt calo hiệu quả mà lại không cần bật nhảy, nhưng mà đổ mồ hôi cũng không hề ít nha. Không cần đợi thêm gì nữa, chúng ta sẽ bắt đầu luôn vào với động tác số 1. Bước lùi chân phải về sau, trở về, co chân trái ra phía trước, trở về. Mình sẽ đưa tay ngược chiều với chân nhé, hít vào một hơi thật sâu này, phình to bụng lên và gồng cứng bụng, hít thở đều bằng mũi. Thực hiện động tác thật là dứt khoát và bước chân lùi sâu về sau, co ra trước thì cũng thật mạnh mẽ lên nào, không được hời hợt. Mình sẽ nghỉ 10 giây trước khi chuyển sang động tác số 2, đứng chân phải làm trụ. Chúng ta thực hiện một cái co gối và một cái đá mạnh sang ngang. Khi hạ chân xuống thì hít vào bằng mũi, co chân và đá thì thở mạnh ra bằng miệng. Đầu gối chân trụ thì mình hơi trùng lại một chút và cố gắng ổn định thân người, giữ thăng bằng tốt. Động tác số 3, mình vẫn đứng chân phải làm trụ, trùng gối, lùi chân trái về sau, thực hiện động tác một cái co gối, một cái đưa chân chéo sang bên để tay chạm vào bàn chân. Càng lùi sâu và hạ thấp thân người xuống thì bạn càng cảm nhận rõ tác động vào cơ mông và đùi. Chạm gối, chạm chân, chạm gối, chạm chân. Hãy chú ý là thẳng lưng lên bạn nhé, thực hiện động tác nhanh và dứt khoát hơn nữa nào. Động tác số 4, mình đứng hai chân rộng bằng vai, mũi chân và đầu gối hướng ra phía ngoài, hít vào gồng bụng, trùng gối xuống squat, tay chạm sàn, thở ra đứng lên đồng thời đưa tay lên cao. Mình sẽ luôn luôn hướng đầu gối chân và mũi chân ra phía ngoài chứ không được trụm lại, thẳng lưng, mở ngực, không cúi gù lưng, cũng không được ưỡn lưng, đẩy mông về sau quá là sâu. Ba động tác tiếp theo chúng ta sẽ lặp lại ba động tác đầu tiên nhưng mà đổi chân. Trước tiên là co chân về trước, lùi về kết hợp đẩy thêm tay nữa, lùi chân sâu về sau để đốt được nhiều calo hơn nào. We've been driving around singing songs way too loud because we wanna. Chuẩn bị đứng chân trái làm trụ, chân phải thực hiện một cái co gối, chạm tay vào và một cái đá chân sang ngang thật là mạnh. Khi đá và co chân lên gập bụng lại thì bạn hãy nhớ là thở mạnh ra bằng miệng, hạ chân xuống thì hít vào bằng mũi. Động tác tiếp theo bạn còn nhớ chứ? Lùi một chân thật là sâu về sau, một cái chạm gối và một cái chạm bàn chân chéo sang bên. Đầu gối chân trụ thì mình hãy trùng xuống, dồn trọng tâm về gót chân, hạ càng thấp cơ thể xuống thì càng tốt.
Động tác số 8, chúng ta sẽ chống tay trên sàn, bước chân về sau, ra trước, đứng lên, giơ hai tay lên cao và đồng thời kiễng hai chân lên. Hãy thực hiện động tác thật là nhanh, hết mức có thể của bạn nào. Chúng ta sắp tập được 1/2 bài tập này rồi. Động tác tiếp theo, mình sẽ chống bàn tay và mũi chân trên sàn sao cho thân người tạo thành một đường thẳng, tay vuông góc với sàn và thân người, co chân chéo về phía khuỷu tay bên trái, trở về co sang ngang sang khuỷu tay phải, hạ xuống đổi bên. Mình sẽ thực hiện một cái chéo và một cái sang ngang để gập eo lại. Hít thở đều và gồng chắc bụng bạn nhé, không được thả lỏng. Nghỉ 10 giây trước khi chuyển sang động tác tiếp theo. Chống hai tay trên sàn, chúng ta thực hiện một cái chống đẩy, rồi nâng gối chân lên, đẩy thân người lùi về sau, gập gối lại, vươn dài hai tay ra. Tiếp tục lặp lại. Nếu như mà tay của bạn khỏe hơn thì bạn có thể thực hiện động tác chống đẩy như bình thường, hoặc có thể hạ gối xuống giống như mình để chống đẩy được dễ dàng hơn. Chú ý thẳng lưng, không võng lưng. But they can't even touch us, we found a different beat. Paradise is waiting and we bought the lead. Tư thế chuẩn bị của động tác số 11 tương tự như động tác vừa rồi. Tay mình đặt vuông góc với sàn nhé. Nâng và kéo từng tay về phía sau, siết cơ lưng lại, hạ xuống và đổi bên. Bạn hãy chú ý là hít thở đều và gồng chắc cơ thể, không được lắc lư người sang hai bên khi mà kéo tay về sau nhé. Đứng hai chân mở rộng bằng vai để chuẩn bị vào với động tác tiếp theo. Chùng gối ngồi lùi về sau squat, đứng lên tay này chạm vào chân kia. Bước sang bên squat, đứng dậy tay chạm mũi chân. Bạn hãy nhớ hít vào gồng bụng, luôn luôn thẳng lưng mở ngực, hướng đầu gối chân ra phía ngoài khi mà squat. Tay chạm chân thì thở ra bằng miệng. Động tác tiếp đến thực hiện thật mạnh mẽ lên giúp mình nào. Hai tay mình nắm lại với nhau, giơ cao lên sau đầu rồi vung thật mạnh hai tay xuống dưới. Giơ tay lên thì kết hợp kiễng hai chân lên cao, vung tay xuống thì hạ gót chân trùng nhẹ đầu gối xuống. Cố gắng kiên trì nào mọi người ơi, mình không mệt đâu, mình đang đốt calo để cơ thể khỏe mạnh, mạnh mẽ hơn và đẹp hơn đấy. Wow, động tác trông như vậy mà cũng mệt phết đấy nhở. Bây giờ sẽ đến với một động tác nhẹ nhàng hơn. Mở rộng hai chân hơn vai, chùng gối squat giữ nguyên ở đây và đấm tay thật là nhanh và mạnh mẽ ra phía trước. Giữ tư thế squat thấp xuống chút nữa giúp mình nào. Mở ngực và thẳng lưng lên, không ưỡn lưng đẩy mông về sau nhé. Mệt thì mới đẹp được mọi người ơi, không bỏ cuộc. Hai động tác cuối cùng của bài tập rồi đây. Lùi một chân về sau, cúi gập người, đồng thời chạm tay xuống đất, bật dậy đứng lên, đá chân còn lại mạnh ra phía trước. Khi đá ra thì mình thở ra bằng miệng. Mình biết là mệt, mình cũng mệt rồi, nhưng mà chúng ta chỉ cần tập thêm 1 phút nữa thôi là kết thúc bài tập này rồi. Hãy kiên trì cùng mình nào các bạn.
Động tác cuối cùng rồi đây, tất nhiên là đổi chân rồi. Thực hiện động tác 200% sức mạnh của bản thân nhá. Các bạn rất khỏe và kiên trì. Mình làm được thì bạn cũng chắc chắn sẽ làm được. Không có gì là không thể cả. Và đó chính là 16 động tác của bài tập cardio không cần bật nhảy này mà mình muốn chia sẻ cùng với bạn. Tưởng là nhẹ nhàng mà cũng thở không ra hơi đấy bạn nhở. Bạn đừng ngồi xuống luôn mà hãy đi lại hoặc là dậm chân tại chỗ để điều hòa lại nhịp tim. Nếu như đây là bài tập cuối buổi của bạn thì đừng quên click vào video giãn cơ sau tập luyện này để thư giãn cơ thể cùng với mình. Còn chiến được tiếp thì bạn hãy uống thêm ngụm nước và tiếp tục bài khác thôi nào. Hẹn gặp lại bạn ở các video tiếp theo nhé. Bye.